Chị, sao tự nhiên đụng phát hai anh chị cưới nhau vậy? Định mệnh đưa đẩy đó em. Em muốn á, chúng ta chụp một bộ hình cưới thật là sáng tạo. Tập một điệu nhảy thiệt là lãng mạn. Và viết cho nhau những lời thề ước thiệt là cảm động. Cảm ơn em đã tới bên đời anh rực rỡ ngân nga trong vắt như... như ánh bình minh, như giọt sương sớm. Giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới của em. Được không? Dạ mẹ. Trời ơi, viên kim cương bự lắm luôn á. Chắc là chị lấy chồng giàu lắm ha. Cái gì đây? Lần cuối cùng á, mọi máy kiếm ra tiền từ việc chơi game là khi nào? 3 năm rồi. Giờ này hả? Chứ đang ở trên đó đeo tai nghe, chơi game làm ăn hùng rơm rồi. Game thủ có gì đâu để khoe. Cho nên á, em phải bơm anh lên thì mẹ em, fan em mới tin ảnh xứng với em chứ. Thôi bỏ đi. Tôi không muốn sống ảo như cô. Cái gì? Mẹ là không thể nào chấp nhận cái kiểu sống ảo của con. Hủy ngay cái đám cưới ảo này đi. Tại sao em phải như thế chứ? Anh thừa hiểu tính em là thế nào mà. Ừ, tôi vậy đó. Thất bại, vô dụng, sắp chết nữa. Cô cưới tôi làm gì? Dương! Dương! Anh nói đúng. Em chỉ là đứa sống ảo. Chỉ đến khi mất đi rồi em mới nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn là thật. Dù một ngày hay trăm xin mẹ quan tâm phù hộ cho tụi con để có thêm nhiều thời gian hơn nữa để được ở bên nhau. Chồng một đúng không? Nghe là biết rồi. Lên. Tí nữa. Hơi khác thực tế đó nha.